Hôm nay trong hành trình dọc sông Mekong của mình, Khoai sẽ dẫn mọi người đi ăn những món ăn rất đặc biệt. Và chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến những cách bán hàng cũng rất khác biệt ở Thái Lan. Và thành phố ngày hôm nay chính là Mukda Hãn, một thành phố mà Khoai thấy cũng có nhiều người Việt Nam lắm. Ở nơi đây có mấy chợ đêm hả? Toàn người Việt thôi, nhưng mà để tập sau nha. Tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn thiệt nhiều. Và lại là một đêm ngồi cạnh dòng sông Mekong, nhìn qua bên kia biên giới nước bạn Lào. Giờ thì chúc mọi người coi clip thiệt vui nha. Hai chào buổi trưa tất cả mọi người, mình là Khoai chào các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Bây giờ là 12 giờ trưa và nguyên nhóm vừa mới trả phòng. Và chúng ta sẽ rời khỏi cái nhà này để cùng nhau đi đến một thành phố khác. Bye bye. Hôm nay mình sẽ rời khỏi Nakhon Phanom và cùng nhau tiến tới Mukda Hãn, một thành phố cũng có rất nhiều người Việt Nam. Cả tuyến đường này bám dọc theo sông Mekong về phía nam và chúng ta sẽ có rất nhiều hàng quán ăn uống nằm giữa đường đi này. Dọc đường đi á, mọi người có thể thấy là có nhiều người sử dụng nón lá để mà đội lắm. Là một cái biểu tượng của Việt Nam mình. Tại vì ở khu vực này có nhiều người gốc Việt sinh sống, thành ra là nón lá hoặc là rất là nhiều cái văn hóa giao thoa với người Thái Lan. Và chúng ta sắp tới một cái chỗ để mua một cái con vật nhảy tưng tưng. Là con vật đó khi mà nướng hoặc là luộc hoặc là hấp lên, trời nó ngon bá chế bù chép. Mời mọi người vô đây lựa mấy em này với Khoai. Mấy em được sống ở trong mấy cái thùng xanh xanh đó. Sao đi khắp. Giới thiệu với mọi người, đó chính là mấy em tôm càn. Wow, vẫn còn sống nha. Khoai sẽ xài Google dịch để nói chuyện với anh. Có nướng tôm không? Ở đây. Dịch. Mấy con tôm này nó khỏe, nó toàn là chạy hả mọi người. Cho nên vớt thì Khoai thấy chủ yếu là mấy em tôm yếu yếu nó bị vô. Chứ còn tôm mạnh là tụi nó chạy mất hết. Thường mấy cái con mà khỏe Khoai thấy nó chạy nhanh quá. Bắt nó khỏe cho. Cho nên đó là mình vớt toàn là được mấy con yếu yếu thôi. Ảnh nó bỏ sớm là mình được vớt nhiều rồi. Wow, bây giờ cái hồ quá trời tôm luôn. Mấy con tôm mới đổ vô thì mọi người sẽ thấy nó màu đen hơn. Tại vì mấy bà tôm này cũng có khả năng thay đổi màu sắc theo cái nền đó. Cái nền mà màu trắng thì màu của mấy bà cũng sẽ lợt hơn một chút. Tôm sẽ được để vô trong thùng đá cho tê. Xong rồi các bạn này sẽ bắt đầu xếp tôm vô trong dĩ để bắt đầu mình có thể nướng được. Wow, sẽ xếp đều nha. Khung phảo. Khung có nghĩa là tôm ở trong tiếng Thái. Còn cái tôm này mọi người gọi là khung phảo. Chắc là một con tôm càng, tôm bự. Xếp rất là đều nhau. Chắc là một cái khay này là đúng cho 1 kg. Ở đây á, quán sẽ có một cái thùng đá. Thùng đá này sẽ dùng để ngâm tôm trong đây. Để cho nó tê liệt. Thì mình mới xếp lên trên cái khay, nó sẽ không nhảy đi. Có một cái mà Khoai để ý á, là người ta sẽ xếp tôm ở phía trên đây lớn nhất, rồi tới vừa, rồi tới nhỏ nhất. Xong, giờ mình sẽ xếp lại và chuẩn bị nướng. Bên đây mình sẽ có một cái lò nướng. Lò nướng này thì bằng ga mọi người. Mọi người đi du lịch Thái thì sẽ thấy cái lò này rất là phổ biến, người ta hay dùng để nướng mấy cái xiên thịt đó. Rồi, chờ một chút nữa chúng ta sẽ có tôm chín để ăn. Size tôm ở đây là 25-30 con 1 kg, là 360 bạc. Khoai thấy bên kia có một cái hồ 320 bạc nhưng mà tôm nhỏ hơn nhiều lắm. Nên là quyết định là mình mua cái loại 360 bạc 1 kg luôn. Thì tính ra tầm 278 ngàn tiền Việt Nam 1 kg thôi thì giá cũng hợp lý. Và trưa hôm nay chúng ta sẽ quyết định ăn tôm nướng trừ cơm luôn. Ở phía sau này chính là cái chỗ mà ảnh nuôi tôm hoặc là rộng tôm. Bây giờ thì tôm của mình đã chuyển sang màu đỏ đỏ. Và chắc là lát nữa người ta sẽ chở. Wow, ở bên dưới tôm đã được cháy xém và thơm phức. Nhưng mà cái mặt này á bị che bởi mấy cái càng tôm nên mọi người sẽ nhìn thấy xấu hơn. Người ta làm cái khay rất là vừa luôn nha, vừa với bề ngang của cái lò nướng này. Ôi thơm quá. Sau khoảng tầm 10-15 phút thì tôm của chúng ta đã bắt đầu thơm dần, chuyển màu. Và bây giờ Khoai đang rất đói bụng và trông chờ để được ăn thử. Rồi, bây giờ thì tôm của mình đã chín. Và bạn này sẽ dỡ nó ra. Wow. Sẽ xếp từng con vô trong hộp.
mọi người có nghe thấy tiếng cái cây gấp nó đụng với vỏ tôm rộp rộp, là Khoai cũng cảm nhận được cái độ giòn của nó. Ở đây con đó mập nhất. Một hộp này là 1 kg. Và phía bên kia sẽ bỏ vô trong hộp này là chúng ta có 2 hộp tôm. Khi mà sếp người ta cố tình để cái phần lưng của tôm lồi ra ngoài để nhìn cho hấp dẫn, và nó bóng bẩy hơn so với cái phần bụng của tôm. Giờ mình sẽ lấy cái kim kẹp để kẹp lại. Rồi, cái kim hư rồi mọi người. Thơm xỉu luôn. Ở nó là muốn chụp hình thì Khoai đang cầm hộp tôm. Ôi, tự nhiên thành người mẫu bán quảng cáo tôm. 760 bạc, à có nghĩa là cái chi phí chế biến và nước sốt của chúng ta là 40 bạc cho nguyên phần này. Thật khớp. Mỗi hộp chúng ta sẽ có một cái hộp nước sốt bự lắm. Và hộp nước sốt này là 20 bạc. Giờ thì mình sẽ tìm một chỗ mát mẻ và ngồi ăn tôm nướng. Rồi, chúng ta ra bờ sông Mekong ngồi gặm con tôm. Tăng tăng. Chúng ta sẽ ngồi đó. Có view, view thống phóng ra sông thung lũng rồi, đẹp quá trời đẹp, xanh mướt. Lần đầu tiên đi ăn mà không có chỗ ngồi. Tại do thèm tôm quá mà bây giờ. Cái này Khoai nghĩ là cái sạp mà người ta dựng lên để bán đồ á. Nhưng mà mình ăn xong rồi mình sẽ dọn dẹp lau chùi sạch sẽ lại. Ở dưới đó có cái chỗ người ta nuôi tôm hay sao em ơi? Nuôi tôm hay gì sao? Có cái đồ nướng luôn kìa. Có cái BBQ luôn. À, đúng rồi, vậy anh nghĩ là cái chỗ này có thể cũng là cái chỗ bán tôm á. Mọi người sẽ nhìn thấy dưới đó có cái chỗ mà người ta chế biến nấu nướng gì đó. Xong rồi người ta có thể bưng lên đây phục vụ khách trên này. Cũng hay quá. Một hộp này khoảng tầm 20-30 con ấy. Có cái chỗ này ngồi là mừng dữ lắm luôn. Rồi bây giờ là phân công với anh với chị thì là mỗi người một cái hộp và hai đứa bay là 2 cái chén nước chấm. Hả? À, mình sẽ lượng cái này bự nè. Tại sao nóng dữ vậy? Mới nướng mẹ. Còn nóng hổi luôn. Mọi người có thể thấy cái gạch màu đỏ nè. Nhưng mà nó cũng không nhiều lắm, cái con này nó ít. Nó là gạch chủ của cái sạp này nha. Giòn á, giòn sần sật mà ngọt, nước chấm chua chua ngọt ngọt mặn mặn, cay ớt, thơm mùi tỏi và rễ ngò. Cái này là cái nước chấm hải sản truyền thống người Thái, rồi đi đâu thì nó cũng gần giống như nhau. Cái chỗ ngồi của mình nó có thể là nó hơi bất tiện một chút, nhưng mà tôm quá ngon, tươi, giòn, sần sật. Ăn một lần ngập miệng như vậy mới đã. Ngồi đây, view bao la rộng lớn, phía bên kia là sông Mekong. Nhiều khi đơn giản vậy là thấy xuất sắc rồi mọi người, không có cần phải nhà hàng sang trọng hay là quán ăn này nọ. Ôi, nhìn nó bị lột da. Chắc là mốt về Việt Nam phải mở luôn cái chi nhánh bán tôm mà nướng tại chỗ, hoặc là luộc tại chỗ giống về cho khách quá. Thôi lột con này cho Nam nha. Thèm chảy nước miếng nãy giờ, nhìn thấy tội quá. Đố mọi người cảm giác hiện tại của Khoai khi mà ăn cái món tôm nướng này là gì? Đó chính là cảm giác hơi một chút tiếc nuối tại sao lúc nãy mình không mua nhiều hơn mà mình chỉ mua có 2 hộp tôm như vậy. Hả? Giờ thì mọi người sẽ dọn dẹp. Chúng ta đã dọn dẹp xong chỗ này, lau sạch sẽ bằng khăn ướt và đem rác lên lại xe và thẳng tiến tới khách sạn ngày hôm nay. Dọc theo cái bờ sông này có rất là nhiều bàn ghế nhỏ nhỏ như vậy, cũng như những cái chòi để mình có thể ngồi ăn hoặc là ngồi ngắm cảnh. Đây nè, quá trời nè. Từ Nakhon Phanom về Mukha Da Hãn thì chúng ta sẽ có một cái thành phố nho nhỏ nằm chính giữa. Zoom lớn bản đồ lên, chúng ta sẽ thấy một ngôi chùa rất đặc biệt ở nơi đây. Ở đây còn có một cái món bánh canh ngon lắm. Trước tiên mình sẽ đi tham quan chùa nha.
chúng ta sẽ đi qua một ngôi chùa rất là linh thiêng và đặc biệt của bà con người Thái Lan. Cho nên là Khoai sẽ ghé qua để tham quan chùa luôn. Mình sẽ kiếm chỗ đậu xe phía trước. Phía bên kia chính là tòa bảo tháp của chùa. Mọi người đứng từ đây có thể nhìn thấy cái đỉnh tòa tháp này. Ở phía trong khuôn viên chùa mình thấy có nhiều cây thốt nốt cao ghê á. Và phía trước mặt Khoai chính là ngôi chùa Ratchathanom, một cái ngôi chùa rất nổi tiếng ở khu vực này. Một cái tòa tháp, và tương truyền là ngôi chùa này được xây dựng vào cả trước thế kỷ thứ 12 luôn. Giờ Khoai sẽ đi vào trong chánh điện. Wow, mọi người có nhìn thấy một cái màu vàng rất nổi bật không? Một điều khác biệt so với những cái ngôi chùa khác là ngôi bảo tháp này, mọi người sẽ nhìn thấy phần đế của bảo tháp là hình vuông bốn cạnh. Ngôi bảo tháp phía sau thì cao hơn 53 mét. Thật ra ngôi chùa mà mình đang đi ngày hôm nay chỉ là một cái ngôi chùa được phục dựng sau. Phần trước đó chùa đã bị sụp đổ vào năm 1975 sau một cái cơn mưa giông gió kéo dài. Mọi người sẽ thấy bà con đang cầm bông sen đi xung quanh ngôi tháp, sau đó dâng bông vào trong cái khay đằng kia. Ở bên trong chùa này có rất nhiều bảo vật, và người ta tin rằng nơi đây lưu giữ xá lợi ngực của Đức Phật. Đó là lý do mà rất là nhiều người trên khắp đất nước, khắp nơi đến đây để mà cầu nguyện, để mà cầu mong những cái điều bình an. Và mọi người sẽ nhìn thấy đỉnh tháp có một cái ngôi tháp nhỏ. Người ta nói là có tới 110 kg vàng để mà làm nên cái tòa tháp đặt ở trên đỉnh này. Ngôi chùa trước đây á thì đã bị sụp đổ vào một cái cơn mưa giông vào năm 1975. Nhưng mà sau đó một năm, 1976 thì chính quyền bắt đầu phục dựng và xây dựng trở lại. Vào năm 1979 thì ngôi chùa được xây dựng hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một món ăn nhìn bề ngoài rất quen thuộc với người Việt. Mấy nãy đang hửi bông, hửi hồi chúng độc lăn ra lè lưỡi hết. Đây là một cái tiệm nổi tiếng ở trong vùng, và mọi người sẽ nhìn thấy có rất là nhiều người dân địa phương. Thực ra cũng không nhiều lắm, có 4-5 người dân địa phương đang ngồi ăn. Khoa sẽ vô trong đây, Khoa sẽ gọi đồ ăn của Khoa ra. Ừ, ở đây cũng được. Ôi, nhìn cái màu dễ thương ha, xanh lá cây thẩm thẩm. Ở đây Khoa thấy chỉ có một cái quầy có thịt ức gà, thịt heo, để thịt, để huyết. Và chị sẽ xếp vô tô. Cảm ơn các. Mọi người kêu vô trong đây cho dễ quay. Không biết ở đây có người Việt Nam không, nhưng mà cái món này thì làm cho Khoa liên tưởng đến Việt Nam nhiều. I'm sorry. Yeah, Việt Nam. Xem food Việt Nam. In Việt Nam we call this bánh canh. Yeah. What is name in Thai? Kapiak sen. Kapiak sen. Cow. Cow. Like cow. Cow. Yeah. Kapiak sen. Anh nói là món này là giống với lại cách làm ở Việt Nam. Ăn bánh canh này đảm bảo mọi người sẽ cảm thấy rất nhiều hương vị trong miệng. Chả bò, sụn gà, chân gà, ức gà, thịt heo, tỏi phi, da heo. Tất cả mọi thứ nó làm cho Khoai cảm giác là wow, nó rất là hấp dẫn luôn á. Mình xin vô trong đây để quay nồi nước lèo. Wow, bánh canh bột gạo nổi lên bờ ở trên, đang được nấu với lửa rất lớn. Và cô sẽ chờ cho nó sôi lên, rồi cô sẽ múc vào trong tô cho Khoai. Khoai hy vọng là ở chỗ này có gặp được người Việt ghê, nhưng mà khi vô hỏi thì chú kêu là món này giống với người Việt Nam, chứ ở đây không có người Việt, không có chủ quán, không phải người Việt. Rồi, bánh canh sẽ được múc vô trong này. Wow, nhiều quá, it's so much. Rồi, ăn xong tô này là no lăn về luôn mọi người, nhiều quá. Khoai thấy tô bánh canh mà Khoai hết hồn luôn, tại vì nó quá bự so với tưởng tượng của Khoai. Cảm ơn khao. Giờ Khoa sẽ đi ra bàn và ăn bữa tối của Khoa ngày hôm nay. Wow.
ớt giấm đường người ta bỏ sẵn ở đầu bên kia, mình ăn cái gì mình bỏ vô. Ui, tiêu là phải có rồi. Cái quán này, tại vì khoai kêu là tô đặc biệt cho nên bự. Mọi người tới đây có thể kêu tô thường hay đừng kêu tô đặc biệt giống khoai, ăn không hết đâu. Bự lắm, bự cho bá lửa luôn. Người ta cho cái ly nước cũng bự nữa. Ở bên đây khoai đi á, hởm rài á, khoai được uống trà đá miễn phí. Nó giống, làm cho khoai cảm giác giống ở Sài Gòn. Thời tiết nóng mà mình được một cái ly nước bình thường bằng đá như vậy thôi là nó đã khác rồi. Sợi bánh canh thì tròn tròn, có sợi bự sợi nhỏ, nó không có đều lắm đâu, đủ hình dạng. Khoai có rắc lên đây xíu tiêu, nếm thử coi, trộn lên đã. Ở phía dưới có nhiều thịt lắm, thịt gà, chân gà, chả, huyết. Xong rồi bỏ lên đây là ngò gai, thơm mùi ngò gai thiệt sự. Nếm thử miếng nước nha. Cái chân gà hơi xấu, Khoai sẽ giấu nó một bên. Nước hơi sệt sệt. Thơm mùi tỏi phi. Cái nước lèo nó nghiêng và vị ngọt nhiều hơn, nhưng mà kiểu đậm đà, gần giống như là cái vị hủ tiếu của miền Nam á. Nhưng mà nó lại có sền sệt đặc đặc. Không phải bột lọc mà cũng không phải bột gạo, giống bột nếp mọi người. Sợi bánh canh dai, kiểu đàn hồi trong miệng luôn á. Có thể là một loại bột gạo trộn với bột lọc hoặc là bột nếp. Thầy không nhận á, là cái tỏi phi mà ăn chung với mấy cái nước lèo như vậy nó thơm thiệt sự luôn. Ai là người sáng chế là việc bỏ tỏi phi vào trong mấy cái món nước rồi ta. Quá xuất sắc. Cái huyết gà nhưng mà nó mềm tan trong miệng. Khoai thấy bên Thái Lan á, người ta bán huyết gà nhưng mà người ta lúc nào cũng làm tan, làm lỏng lỏng á. Hoặc là người ta pha với một xíu huyết dịch cho nó vừa dai dai vừa kiểu mọng nước á. Ăn rất là thích. Da heo. Ok. Tại nó là có da heo để ăn chung nữa. 15 bạc. Da heo xốp, giòn rộp rộp béo. Trong đây có một cái đặc biệt là phải thấy có hai cái chân gà mọi người. Mà chân gà nó xấu lắm nè, người ta chắc cắt ngang cái chân đó chứ không phải cắt ngang cái khớp. Mềm. Phải cảm giác đó, chân gà giống như là ta hầm từ đầu á để lấy nước ngọt á, nhưng mà còn dư á bỏ vô cho khách ăn cho nó có thêm phần cái gì á. Nó không có một xíu dai hết, thôi chỉ cần dùng một xíu lực thôi là nó rụng hết trơn chân ra luôn. Giờ thì Khoai sẽ tập trung ăn tiếp cái này, rồi mình sẽ về khách sạn. Còn cách khách sạn tới 40 cây số là gần hơn một tiếng đồng hồ chạy xe. Thì hy vọng ngày mai sẽ là một ngày thú vị, nhưng mà clip này chưa hết đâu, mình mới có đi một xíu mà. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Và bây giờ là buổi sáng ngày hôm sau ở thành phố Mức Đà Hãn của Thái Lan. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng hay ăn trưa Huy? Tại vì bây giờ đã là 12 giờ trưa. Thật ra lúc sáng là Khoai dậy lúc 9 rưỡi sáng mọi người. Xong rồi cái tới 11 giờ mới, 11 rưỡi mới đi ra khỏi phòng. Không sao, bây giờ không ăn sáng được thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa. Một cái tiệm người ta bán bún bình thường thôi, nhưng mà cái bún này là bún tươi, được cái cô chủ tiệm tự làm, cho nên là Khoai nghĩ chắc ngon á. Giờ mình qua đó nha. Trời ơi, thằng Xu đậu xe nè mọi người, ngay cái bãi sình luôn. Cái măng cục rừng, mình đậu xe ngay dưới gốc này luôn. Mọi người có thấy trái nó vàng vàng kia không? Ủa? Có trái nhỏ nhỏ đó. Hả? Là trái nó màu vàng hả? Trái nó chua lắm. Nè, đây nè, măng cục rừng nè. Trái này là bầm nhuyễn ra hoặc là ngâm kiểu ngâm chưng ngọt á. Ủa, làm gỏi cũng ngon lắm, chua. Rồi, món ăn của ngày hôm nay của chúng ta là ở đây. Mọi người có nhìn thấy ở trước biển hiệu chỉ để nguyên một cái xề bún không? Có nghĩa là bún chính là đặc sản của quán này. Ở đây có một cái tum nhỏ, Khoai nghĩ Khoai sẽ qua cái tum này ngồi. Mát quá vậy. Menu fresh noodle. Dạ, fresh noodle. Dạ, chủ nói là ở đây là bún tươi. Xe nào? Dạ, Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Dạ.
So we big menu of 100 baht. Yes, 100. 100. Yeah. 100. Two somtam thai. Two somtam thai. Yeah. Yeah. One chicken. One chicken. Yeah. Cô sẽ có một cái dụng cụ kẹp bún ở đây và cô múc bột lỏng vào trong cái dụng cụ này. Sau đó đặt nó vô trong. Nhìn nó giống như một cái bít tông. Rồi cô sẽ lấy một cái vợt. À, cô sẽ quậy cho nó chảy thật là nhanh. Rồi cô để cái bít tông này lên, ấn với một lực đều tay và bún của chúng ta sẽ được chảy xuống dưới cái nồi nước đang sôi này. Và một điều quan trọng nữa là nước trong nồi nó phải chảy liên tục như vậy thì bún nó sẽ không có bị dùng cục lại. Rồi xong, cô sẽ lấy ra chờ thời gian cho bún nó chín và dùng cái vợt này. Chị sẽ dùng nước lạnh để mà xối lên bún, để bún nó giảm nhiệt độ ngay lập tức và nó sẽ giúp cho bún dai hơn. Wow. Cô sẽ lấy tay để mà quấn lại thành từng lọn bún, toàn bộ bún sẽ là tươi. Khi mà quấn bún á, cô sẽ dùng lực tay để mà nén nhẹ cho nước bún nó chảy bớt ra để sợi bún nó ráo hơn. Toàn bộ thao tác chỉ diễn ra trong vòng 2-3 phút thôi là hoàn thành được một mẻ bún. Local Thai food. Local Thai food. Yeah, I speak Khapunsut Lenu. Khapunsut Lenu. Yeah. I'm from Vietnam. Vietnam or Vietnam? With a Viet Lai Thai. Viet Lai Thai. Thái phun mới bền. You Thai? Lai Viet. Yes. But I speak Viet. Xin chào. No, xin chào, xin chào. Thế mà, but I can speak Vietnam. Oh. No. พูดไม่เป็นพูดไม่เป็นอันนี้ก็อร่อยนะนี่อร่อยอันนี้อ๋อได้โอเคขอบคุณโอเคขอบคุณโอเคโบชอบควายเรา để mà ăn chung với lại cái món này. Ôi cảm ơn. Thôi bây giờ mình sẽ đem rau thơm ra để mà ngồi ăn chung với món kia nữa. Mọi người thấy khoai hơn không? Khoai đã ngồi được trong một cái tum mát mẻ. Wow, giống như cái sốt cà ri ăn với bún. Ôi không khắp. Rau muống luộc của cô người Việt cho. Hôm nay chúng ta gồm có gỏi đu đủ Thái Lan, gà chiên, rau luộc, rau thơm được cho, rau muống được cái chị hồi nãy cho luôn, bún tươi vừa mới làm vài phút trước. Và cái này giống như là một cái loại cà ri với mọi người. Trong đây phải thấy có mấy cái viên chả nhỏ nhỏ, nhìn béo nha. À, trứng gà nướng nữa. Ở bên đây thì sẽ có những cái gia vị ăn chung như là mắm nè, nước mắm nè, bún tươi vừa mới làm. Đây, lấy hai cuộn bún nha. Trước tiên là mình sẽ phải ăn thử cái bún này ra sao đã. Trộn đồ vô. Bỏ này vô. Cái bún nó sẽ có vị chua do cái sự lên men của cô, nhưng mà cái sợi bún nó rất là nhuyễn và trơn trong miệng. Cái này là rau luộc gồm có bắp cải, giá, đậu, nhớ là chè nơi tây tượng. Rau muống luộc này cũng là đi xin của người ta luôn, chỉ đem rau tươi tới xong rồi anh chủ tiệm anh sẽ luộc giùm. Cái này nó giống như là một loại cà ri với mọi người có thể thấy cái xác của nước cốt dừa nè. Ở trong đây có mấy cái viên chả, phải đoán là chả heo. Chan vô, chan thêm miếng nữa. Rồi mình sẽ trộn một cái chỉ gồm bún và cà ri. Khi mà bún có cà ri vô mọi người sẽ thấy nó mướt hơn, nó tơi hơn. Cái cà ri này béo, hơi ngọt ngọt, béo nước cốt dừa khủng khiếp luôn và hơi có vị cay. Mùi cà ri cũng thoang thoảng. Nếu mà ăn không với cà ri không thì nó sẽ hơi chua vị bún á, nên mình cần nêm thêm những cái loại mắm ở bên đây. Bên đây thì cô có cho thêm cả mắm cá và nước mắm đã được nêm nếm sẵn. Chan ít thôi, tại vì cái
cà ri cũng có nêm gia vị rồi. Hoặc là nếu không trộn với mắm, mọi người có thể trộn với lại gỏi đu đủ sơm tâm. Gỏi đu đủ sơm tâm Thai này thì nó cũng kiểu chua chua ngọt ngọt, mặn mặn. Mình trộn vô dưới bún ăn cũng hợp lý. Phải biết làm sao cái bún nó chua mọi người. Tại khi á, cái chua đó mình kết hợp với cái mặn của mắm, cái béo của nước cốt dừa trong cà ri rồi cái cay nó lại vừa. Còn một điều nữa mọi người, mình ngồi ở cái tum này là một sai lầm nha. Tại vì tôi ngồi trong kia nó mát mẻ, nó cao ráo, có quạt. Còn ngồi ở tum này là không có quạt mà nóng, đứa nào nấy cũng chảy mỡ. Đây là trứng gà nướng Thái Lan, mọi người sẽ nhìn thấy rất quen thuộc, tại vì Việt Nam mình trứng gà nướng đã thành một cái món ăn mà lề đường vô cùng phổ biến. Giờ Khoa sẽ lột thử một trứng nha. À, cũng không nhiều tiêu lắm. Cũng không khác lắm so với trứng gà nướng ở Việt Nam mình. Cái điều là nó mọng nước hơn, ít cứng hơn. 400. 400. Yeah, yeah. Yeah. Xì lời. Xì lời. Xì lời. Xì lời. Xì lời. He YouTuber. Oh. Next week. Cảm ơn khắp. Lào. Next week. Yeah, Lào next week. Cảm ơn khắp. Thank you. Thank you so much. Cảm ơn. Cảm ơn khắp. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi uống cà phê. Một cái tiệm cà phê nhỏ xíu, có khoảng 2-3 ghế ngồi. Chết rồi, 2-3 ghế ngồi, bây giờ chúng ta có 4 người. Ủa? Thì cũng hả? Nhưng mà dễ thương, Khoai nghĩ là mình sẽ vô đó mình uống xíu cà phê, rồi mình ăn một chút bánh. Đây, cái quán cà phê, biển hiệu quán cà phê của mình quá trời bự luôn mọi người. Mình sẽ đi vô trong đây. Tiệm nhỏ lắm mọi người, có thể nhìn thấy một cái nhà nhỏ xíu thôi. Và chúng ta có một cái bàn nhỏ ở ngoài, cũng như là có bàn ghế ở trong. Giờ Khoai sẽ vô nha. Khoai sẽ nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, tại sợ ồn. Oh. Sawadika. Can we use the camera? Yeah. Oh. Bước chân vô được đúng không? Oh. Hello. Wow, mùi cà phê thơm quá. Khoai đang thấy ở đây có cà phê đen, cà phê sữa và có những thức uống từ trà, không phải cà phê, soda. This bean is a special of this week. It's from Australia. Australia, coffee from Australia. Yeah. We roasted in you roast by yourself. Yeah. Yeah. Wow. Thank you to cảm ơn khắp. Pha bằng qua cái tấm lọc. Giờ anh nói anh sẽ tặng mọi người một ly cà phê pha bằng cái filter. Và anh sẽ dùng nước nóng khoảng 90-95 độ để mà rưới qua một lần cho nó ướt cái filter. Rồi anh sẽ chán bình, bỏ đi cái đó. Cà phê đã xay sẽ được bỏ vào trong. Đây là phương pháp pha cà phê pour over mà mọi người rất thường gặp trong những cái quán cà phê đặc biệt. Điểm đặc trưng của cách pha cà phê này là nước nóng sẽ được đi qua cà phê đã được xay và được lọc qua một cái giấy lọc. Mọi người sẽ thấy ảnh có một cái thao tác rót nước vào từ từ và nước này đã được để ở độ nóng 95 độ C. Hồi xưa Khoai thấy trong mấy cái cuộc thi về pha chế cà phê, Khoai thấy mọi người hay pha cà phê qua cái phim lọc, qua cái filter lọc như vậy, thì Khoai nghĩ ui sao nhìn đơn giản quá. Nhưng mà khi tìm hiểu thêm một chút thì thật sự để mà pha được một ly cà phê ngon, hương vị đặc biệt bằng phương pháp này đòi hỏi cái người pha chế phải thật sự chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong cái việc canh đo đong đếm thời gian rót này, nhiệt độ nước, độ nhuyễn của cà phê sao cho phù hợp với bộ lọc và cả cái loại cà phê mà anh đó đang sử dụng để mà pha chế.
khao miếng khao. Ôi, mời mọi người nha. Đầu tiên mình sẽ cảm giác nó hơi chua, nhưng mà hậu vị của nó sẽ có vị ngọt đọng lại, thoang thoảng mùi cam. Khi mà tới đây á, Hoài nghĩ là đây là một cái chỗ mà dành cho những người thật sự thích cà phê á. Mình có tới đây để xem anh chủ, ảnh biểu diễn, ảnh pha chế cà phê rất là tâm huyết, rất là đam mê. Và một cái không gian nhỏ nhỏ thôi, nồng nặc mùi cà phê. Và mình có thể ngồi đây nhâm nhi ly cà phê buổi sáng. Thật ra đi vào buổi trưa giống như Khoai nó cũng hơi kỳ, tại vì cũng hiếm ai mà uống cà phê vào cái trưa nắng như vậy. Mà Khoai nghĩ nếu mà sáng sớm thức dậy tầm 7-8 giờ sáng đến đây và ngồi uống một ly cà phê á, thì sẽ rất là thoải mái và dễ chịu luôn. Thì không gian dù nó nhỏ nhưng mà nó cho mình một cảm giác ấm cúng, chứ nó không hề bị tù túng hay là bức bí. Maybe one day you can try Vietnamese coffee. Vietnamese coffee, yes. I try Vietnam coffee. Đà Lạt, cầu Đức Đà Lạt. From Đà Lạt. Yeah, Đà Lạt. Yeah, yeah, yeah. It's okay. Yeah. See you later. Thank you so much. Cảm ơn. Đây chính là con đường đi ra ngoài khu chợ mà Khoai nói. Nhìn rất là u ám, tăm tối và vắng vẻ, không một bóng người. Xung quanh đây là đồng không mông quạnh, mọi người sẽ cảm thấy tối thui đen như mực. Có xe hơi đậu nhiều rồi nè, uy tín rồi đó. Sợ quá vậy? Khoai nghe được tiếng nhạc ở xa xa, chắc chắn tối nay sẽ có ca nhạc. Vui quá vậy? Nhạc sống, dài lắm. Tuốt ra ngoài kia luôn, mọi người sẽ thấy. Wow, bờ sông có nhạc sống. Phía kia mọi người sẽ thấy, đây là cái cầu Hữu Nghị nối Thái Lan và Lào với nhau. Bên phía bên kia là nước bạn Lào. Buổi tối ánh sáng nó chiếu xuống bờ sông Mekong và nó phản xạ lại, nhìn thơ mộng quá. Khoai sẽ đi qua bên kia nha, mọi người đang hát ở bên kia. Chỗ Khoai đang đi qua là cái nhà hàng của người ta, và bên đây là rất là nhiều khách đang ngồi ăn tối với gia đình. Tự nhiên nghe nhạc sống cảm thấy lòng nôn nao dễ sợ luôn á. Dù mình không hiểu người ta hát gì nhưng mà vẫn cảm nhận hình như đây là một bài tình ca thật là lãng mạn. Wow, cả một cái dãy bờ kè này sáng rực, và ghế lười, bàn gỗ, ghế gỗ, mấy cái trò nhỏ nhỏ ngoài gần bờ sông. Và view ra đây là cả cái sông Mekong và cây cầu Hữu Nghị nối giữa Thái Lan và Lào với nhau. Ôi, dễ thương vậy? Có gì cho nó ăn không? Cho nó miếng thịt đi. Cho miếng. Ở dọc cái đường hai bên mọi người sẽ thấy á, có rất là nhiều những cái quầy bán đồ ăn vặt. Chỗ mà. Nó đi theo luôn rồi. Chỗ mày có nhạc á, đông khách luôn. Trời ơi, mày đi theo tao luôn mày. Việt Nam không? Đi Việt Nam chơi. Dễ thương quá à. Nó đang mừng luôn mọi người. Rồi, ở bên đây có mấy cái bộ vạt nữa nè. Rồi, bàn của tụi mình sẽ là ở đây. Không, thịt nướng. Ta lấy cái miếng ở dưới. Rồi menu đi mấy bạn. Khoai sẽ kêu cái lẩu này với lại thịt sống nè, tôm sống nè. Với lại gọi đu đủ xôm tôm. Đồ ăn ở đây thì khoảng tầm 100 bạc cho tới 200-300 bạc một món. Và anh đang ngồi để đợi order. Bạn chó phía sau lưng ảnh á đang đứng để đợi ảnh đi mới dám vô, đang nhát nhát ngại ngại. Dễ thương quá vậy, tội nghiệp ghê. Một cái lò than được đem lên. Anh sẽ chế nước vô cái nồi lẩu này. Ở trong mọi người sẽ thấy có sả và lá chúc. Một dĩa tôm sống mọi người ơi. Tôm sống nhăn răng luôn. Nhăn răng. Bên kia có 3 dĩa thịt. Cá, hải sản, trứng để mà nhúng với lẩu. Phía bên kia có một cái rổ mì, rau các kiểu và nước chấm. Thật ra chỗ này á, Khoai nghĩ là đồ ăn cũng tương đối thôi, không phải là quá xuất sắc. Nhưng cái view ra bờ sông ngoài này, cái cảnh ở phía bên kia là quá xứng đáng. Vẫn là người bạn cũ. Cảm giác mình ngồi ăn lẩu ở một cái nơi mà gió thổi lồng lộng vậy.
mát mẻ, view bờ sông, ngồi dựa, quá xịn luôn. Tiểu mập cười đó. Ngày mai mình lại chào tạm biệt nơi đây và chúng ta sẽ cùng nhau đi Lào hoài sẻ, rời khỏi biên giới Thái Lan và thẳng tiến tới Lào. Hy vọng là những ngày tới mình sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khác ở đất nước Lào. Và nếu mọi người thích clip này, nhớ bấm đăng ký, bấm like ủng hộ Khoai nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Và nếu Khoai có điều gì chưa có làm mọi người hài lòng thì nhớ bình luận ở phía dưới, Khoai sẽ đọc và cố gắng điều chỉnh cho phù hợp. Bye bye và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.